Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử vi về tướng số trên kênh Kiến thức Tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: Tử vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh và tài lộc của người tuổi Hợi trong tháng 4 năm Nhâm Dần 2022 về âm lịch, về xem tử vi trong tháng 4 của năm 2022 của 12 con giáp về âm lịch cho biết trong tháng này là tháng Ất Tỵ, nó mang đến không ít thách thức khó nhằn cho người tuổi Hợi. Hầu hết trên các phương diện đều có dấu hiệu suy giảm, bởi vì vận khí trong tháng ảm đạm nên bạn cũng nhiều phen sứt đầu mẻ trán, bởi vì tháng Nguyệt lệnh Lâm Đất Tử lại thêm tương xung thái tuế án ngữ nên trong công việc của Hợi gặp rất nhiều khó khăn trong các việc triển khai, và việc hợp tác cũng chưa thực sự suôn sẻ khi mà đồng nghiệp không thống nhất hoặc cấp trên thường xuyên gây áp lực. Tất cả những vấn đề này nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần làm việc của Hợi. Bởi vì vận khí xấu nên bản mệnh cũng cần phải cảnh giác vận tiểu nhân ám hại. Trong thời gian này thì tốt nhất là bạn nên tập trung để cải thiện các mối quan hệ xã giao, có thể là sống dĩ hòa vi quý, không nên thể hiện cái tôi quá mạnh. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh lại ý thức bản thân, bởi vì tài lộc trong tháng có dấu hiệu giảm sút khá mạnh là do đại hao tác động, nên việc làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn, khó tụ tài. Trong tháng này bạn cần hạn chế vay mượn hay thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa là của mình. Còn về mặt tình cảm, bạn cần chủ động hơn trong các mối quan hệ, hãy dành nhiều thời gian cho gia đình, hãy quan tâm đến bạn đời nhiều hơn hoặc con cái cùng cha mẹ. Còn với vấn đề sức khỏe của bản mệnh, trong tháng cũng gặp rất nhiều bất lợi nên cần chú ý nhiều hơn đến phương diện, đồng thời dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và dưỡng sinh nâng cao sức khỏe. Dưới sức ảnh hưởng của hung vận, bạn cũng nên chú ý an toàn khi làm việc chân tay hay di chuyển đi lại. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là xem tử vi về đường sự nghiệp của người tuổi Hợi trong tháng 4 năm Nhâm Dần 2022 về âm lịch. Về theo tử vi trong tháng 4 của người tuổi Hợi về âm lịch thì với phương diện công việc, nó dự báo đây là một tháng vất vả, có nhiều suy nghĩ trăn trở với con giáp Hợi này, bởi vì là đồng thời cả tương xung thái tuế và nguyệt lệnh Lâm Đất Tự nó giáng họa, nên luôn gặp nhiều xui xẻo ập tới, gây nhiều cản trở cho công việc của họ. Bởi vì những sự cạnh tranh hay áp lực trong tháng không thể thiếu, nên bạn sẽ cần phải tự điều chỉnh để thích nghi, mới mong sớm vượt qua những tai họa trong lần này. Với một quá trình triển khai các kế hoạch công việc, nó cũng diễn ra không như mong muốn, nhiều vấn đề nó vượt khỏi tầm kiểm soát, nên làm gì lúc nào cũng có cảm giác là trục trặc bất thuận, nhất là những việc có liên quan đến thủ tục giấy tờ hành chính. Đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, phải mất rất nhiều công sức và tổn hao trí lực. Trong tháng này nó còn ẩn tàng nhiều điều thị phi, bởi vì là tiểu nhân luôn ngấm ngầm để hãm hại bạn, và nhắc nhở người tuổi Hợi là hãy hành sự tỉnh táo và bình tĩnh, đừng lơ là khinh suất, rất dễ sập bẫy kẻ tiểu nhân. Bởi vì trong tháng có tương xung, nó còn khiến cho các mối quan hệ trong công việc gặp rất nhiều vấn đề trục trặc. Và các bạn thân mến, về thứ hai là xem tử vi về đường tài lộc của người tuổi Hợi trong tháng 4 năm Nhâm Dần 2022 về âm lịch. Trong tháng là gặp tháng xung thái tuế, lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, thêm cả đại hao hung tinh hoành hành, đủ các loại điềm báo bất lợi cho đường tài lộc của người tuổi Hợi, có thể là dấu hiệu suy giảm rất mạnh. Còn với người làm công việc cố định thì trong công việc luôn bất ổn, nó kéo theo thu nhập trong tháng lại bấp bênh, thậm chí nếu không đủ tập trung bạn có thể sẽ gây ra những sai sót buộc phải bỏ tiền túi để khắc phục những hậu quả hay là bồi thường những thiệt hại không đáng có. Với việc làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn định, khó tụ tài, lúc này bạn chỉ nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hãy hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới thì tỷ lệ thành công không cao, nhưng cũng hạn chế những rủi ro. Và đừng quên là làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng nó phải vững. với những suy nghĩ làm giàu bất chấp cũng không nên và nên loại bỏ, chớ nên nghe theo lời đường mật hay dụ dỗ của người khác mà đâm đầu mù quáng, kiểu vướng họa lao ngục trong tháng tư. Trong tháng này, bạn cần hạn chế vay mượn thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình, kiểu người chịu thiệt chính là bạn. Trong thời điểm này, bạn cũng nên đề phòng bị mất cắp hoặc trộm cướp đồ đạc có giá trị, phải nên bảo quản cẩn thận, nhất là khi đến nơi đông người. Và các bạn thân mến, về thứ ba là xem tử vi về đường tình duyên của người tuổi Hợi trong tháng 4 năm Nhâm Dần 2022 về âm lịch. Trong tháng này là tháng nguyệt lệnh lâm đất tử ở Hợi, bởi vì hung tinh nó hoành hành khiến cho bản mệnh đa sầu đa cảm, gặp rất nhiều phiền muộn nhưng lại không chịu chia sẻ với mọi người xung quanh, nên Hợi lúc nào tâm trạng cũng nặng trĩu. Khi không giải tỏa được áp lực tâm lý thì tinh thần luôn bị sa sút, bởi vì bạn luôn có xu hướng sinh hậm hực với người xung quanh, không còn tâm trí đâu mà bồi dưỡng tình yêu của mình nữa. Dần dà thì vận tình cảm bị sa sút rất lớn, bởi vì tương xung nó còn khiến cho các mối tình cảm lứa đôi của Hợi gặp rất nhiều trục trặc, nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui, không ít lần phải chịu tổn thương nhưng không được thấu hiểu. Cả hai là có duyên gặp gỡ ở bên nhau, nhưng để đi được xa hơn cùng nhau thì nó lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Và rất tiếc rằng là cái tôi của hai bạn lúc này nó quá lớn, mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra không ai là người chịu nhún nhường trước. Cả hai lúc này cần phải bình tĩnh nhìn nhận lại thái độ của bản thân, hơn thua tới cùng với người mình yêu thương, liệu rằng có đem lại cho bạn những cảm giác thoải mái hay không, hay mang lại kinh tế cho bạn hay không. Còn với người đã có gia đình, bạn cần phải chủ động hơn trong các mối quan hệ, dành nhiều thời gian cho gia đình, hãy quan tâm đến bạn đời hoặc con cái cha mẹ thay vì mải mê đến lý tưởng của riêng mình. Và các bạn thân mến, về thứ tư là xem tử vi về đường sức khỏe của người tuổi Hợi trong tháng 4 năm Nhâm Dần 2022 về âm lịch. Trong tháng này là chịu ảnh hưởng bất lợi từ xung thái tuế và tử cục, nên sức khỏe của Hợi gặp rất nhiều bất lợi, nên cần phải chú ý nhiều hơn đến phương diện này. Trong cuộc sống còn nhiều nỗi lo nó đè nặng, khiến cho tinh thần con giáp này bị giảm sút. Chính vì vậy mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Do đó bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và dưỡng sinh để nâng sức khỏe. Bên cạnh đó là hung tinh nó quá lớn, có thể gây ra các sự cố hoặc tai nạn huyết quang ngoài ý muốn, nên bạn cũng cần chú ý giữ an toàn khi làm việc tay chân hoặc di chuyển đi lại trong tháng này. Tốt nhất nên tránh tham gia vào các trò chơi mạo hiểm như leo núi hoặc nhảy dù. Và các bạn thân mến, về thứ năm là về cẩm nang vượng vận cho từng người tuổi Hợi trong tháng 4 năm Nhâm Dần 2022 về âm lịch. Trong tháng này là tháng Ất Tỵ, về hướng tốt là hướng Tây Bắc, hướng Nam, hướng xấu là hướng Đông và hướng Bắc. Ngày cát có ngày mùng 4 tháng 5, ngày mùng 10 tháng 5, ngày 12 tháng 5, ngày 20 tháng 5. Còn ngày hung là ngày mùng 2 tháng 5, ngày mùng 3 tháng 5, ngày 14 tháng 5 và ngày 15 tháng 5. Thứ nhất là xem tử vi cho người tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nam thì La Hầu mà nữ thì Kế Đô. Trong tháng thì cạnh tranh và áp lực tăng rất cao, nên bạn cần phải điều chỉnh sớm để thích nghi với cuộc sống. Còn quý nhân phù trợ cho bạn trong tháng là người tuổi Thìn và người tuổi Mão, còn người tiểu nhân là người tuổi Tỵ và người tuổi Tuất, với những màu sắc may mắn nhất trong tháng đó là màu hồng và màu vàng. Thứ hai là xem tử vi cho người tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nam thì Kế Đô mà nữ thì Thái Dương. Trong tháng hãy chú trọng việc cải thiện các mối quan hệ xã giao trong cuộc sống. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Dần và người tuổi Mùi, những người tiểu nhân là người tuổi Dậu và người tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn đó là màu vàng và màu đỏ. Thứ ba là xem tử vi cho người tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nam thì Thái Bạch mà nữ thì Thái Âm. Trong tháng với việc làm kinh doanh là không ổn định, rất khó tụ tài trong tháng này. Còn quý nhân phù trợ cho bạn là người tuổi Tuất và người tuổi Mùi, những người tiểu nhân đó là người tuổi Sửu và người tuổi Mão. Những màu sắc may mắn trong tháng đó là màu nâu và màu trắng. Thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, nam thì La Hầu mà nữ thì Kế Đô. Trong tháng thì tình cảm có dấu hiệu rất bất lợi, và chịu rất nhiều tổn thương nhưng không thể chia sẻ với ai. Còn quý nhân phù trợ là người tuổi thân và người tuổi dần, những người tiểu nhân là người tuổi sửu và người tuổi tỵ. Những màu sắc may mắn nhất trong tháng đó là màu cam và màu tím. Thứ năm là xem tử vi cho người tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, nam thì kế đô mà nữ thì thái dương. Trong tháng tinh thần có dấu hiệu giảm sút, ảnh hưởng đến sức khỏe, gặp rất nhiều vấn đề nguy cấp trong cuộc sống. Còn quý nhân phù trợ là người tuổi Tuất và người tuổi Dậu, người tiểu nhân là người tuổi Ngọ và người tuổi Thìn. Những màu sắc may mắn trong tháng đó là màu trắng và màu đỏ. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.